Đây mình có bốn cái chân giò heo. Chân giò heo này bây giờ đang luộc. Đang luộc để chút nữa sẽ làm món. Mọi người chờ xem làm món gì nha. Đây là một món. Đây là đậu hũ. Đậu hũ mua ở ngoài chợ. Bây giờ cắt mỏng ra như vậy rồi chốc sẽ mang ra ngoài chiên, bởi vì trời bữa nay đẹp, nắng ấm, bây giờ mang ra ngoài chiên. Đấy. Đây là một con vịt. Con vịt này đang là trụng nước. Vì trong nước này bao gồm có muối rồi bột quế để cho nó thơm, cho ít dầu, cho ít tương vào. Chốc nữa sẽ làm một món. Mọi người chờ xem hôm nay nhà có tiệc đãi những gì nha. Còn đây là một cục thịt mousse, cục thịt rừng. Mousse tiếng Anh không biết, tiếng Anh là mousse, không biết tiếng Việt nó gọi là thịt gì quên mất rồi. Đó, bây giờ sẽ thái mỏng ướp để chút nữa xào sơ. Rồi. Thái mỏng mỏng ha. Thịt mu nó rất là mềm. Đó. Này nó vẫn còn đông đá mới thái mỏng được. Đó. Để vào cái chậu này. Đó. Rất là mỏng. Đây là củ riêng, bây giờ cắt nhỏ ra. Đây là mọi người đang cắt đậu hũ để chuẩn bị chiên. Thôi nó cắt này, ở nhà không có thớt thì cắt trên bàn luôn. Cha, cắt gì đâu. Đây, sau khi thái mỏng thịt mu đó, bây giờ ướp rồi. Trong đây gồm có ngũ vị hương, dầu mè, nước cốt hào. Gừng. Có dầu hào không? Không, không có dầu hào. Để tí nữa sẽ quấn mà. Đấy, bây giờ đảo lên. Đó, cho nó thấm. Chút nữa bắt chảo nóng lên là tái cái là xong. Còn cái thử thịt bò ấy. Đây, vịt sau khi trụng nước rồi bây giờ cắt làm 4 miếng đây, bây giờ chốc nữa ra ngoài kia nó gọi là cho vào chảo mỡ. Đây là rau, chốc nữa sẽ cuốn. Bánh tét. Bánh tét nhân chuối. Đây đang chiên đậu hũ. Đậu hũ bữa nay trời đẹp, chiên ngoài trời. Còn từng đây nữa. Chuẩn bị làm thêm 2 hộp nữa. Đây, bỏ thêm một đợt đậu hũ nữa vô để tiếp tục cuộc chiên. Đây vẫn còn từng vầy đậu hũ. Đậu hũ, cắt hết ra chiên ăn rồi đấy. Rau. Đây giờ đang luộc bún. Chuẩn bị sơ. Chiên chín mà cứ từ từ nó chiên. Không có chấm chín. Mày đang sắp đổ một ăn rồi bao nghe. Cái này em gì nữa à? Không thấy con hiền lắm à. Mấy con hiền lắm à. Nó có hiền không chắc. Đem ra kia xào hay xào trong đây. Xào ngoài kia. Quên nữa. Nè cái gì vậy? Đây là hũ mắm tôm. Bây giờ đang là làm vlog. Đó. Vlogger. Đây, bỏ vô một mẻ nữa. Giờ còn trình bày chắc chiên là được một mẻ nữa hay không? Không thấy được rồi đó. Đúng không? Tại vì chấm thêm đồ hủ mà. Đúng không? Quá đẹp. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đây, chân giò heo rửa lại.
Đây bún đã đổ ra đây rồi. Thì chú Phú là phải lấy cái đĩa đựng bún à. Đi. Nó xách nhỏ để cơ bản là rau nhìn như thế vậy. Nước rồi, bây giờ cái chảo nó đang nóng đây, cho nó vô luôn để chiên. Đây gọi là chiên chiên cái heo luôn. Để đây cho nó vàng. Đây mấy cái đùi heo sau khi cho vào chảo chiên lên thì được như vậy. Dập chiên như rồi chơi. Có đi mắm tôm luôn. Còn cái này là thịt mô chuẩn bị xào, còn chiên hai cái này nữa. Đấy. Ăn hết rồi. Ok. Đây sơ sơ. Chiên thì sẽ ăn dạ đúng không? Cả rồi. Hai. Một. Hai. Bốn. Năm cái ghế à? Lấy thêm hai cái nữa. Hai cái nữa. Một, hai, ba, bốn. Hôm nay là tiệc chay đậu hũ. Tiệc chay chay đậu hũ. Này là thịt mu rồi, con bánh tráng này. Con vẫn không biết thịt mu là gì. Con mu không biết trong đây mạng. Mu à? Không biết thịt mu này. Trong đây mạng tìm. Em vào xem. Mu là O M O O S E. Được chưa nhá? Còn 2-3 phút nữa là xong. Nắm muối vô chanh là hợp nhất. Con làm muối tiêu chanh chưa? Được rồi. Trời ơi, vậy là đúng rồi. Muối tiêu chanh. Đây. Rồi, ăn đi. Rồi. Hồi chén của cha đâu? Không, đứng đâu ăn đây, ăn khỏi chân chén. Chân chờ gì nữa? Chân chờ gì nữa? Rồi, ngồi. Uống bia đi hả? Thôi, thôi đi, dư cái ghế. Bia đâu? Cái vô. Con. Vô. Chưa. Vô, vô, vô. Khui. Ủa chị uống gì? Uống bia luôn đi. Thôi, chị uống này rồi. Uống rượu rồi, nó uống rượu, bạn uống rượu. 1, 2, 3, vô. Con đâu phải uống bia mùa hè tới rồi. Không chịu bia. Uống. Uống bia nào cũng. Đấy, hôm nay không có gì, nhà không có điều kiện gì lắm thì thôi, ăn gọi là đạm bạc. Rau nhẹ nhàng, vịt quay theo thời đại phong cách này của COVID. Thời đại. Nó không đụng hàng. Không có mắm tôm, đậu hũ chiên. Ngon như thường. Ngon không? Mà nó không có ướp cái gì, vịt không có ướp gì này. Chiên ăn nó dai dai. Đó. Ăn cả xương luôn chứ. Dạ, ăn cả xương. Ăn cả xương luôn hả? Chai rượu ở đây. À, vô đi. Vô. 1, 2, vô. Vô nhà Thanh dạ. Thanh không biết. Tất cả. Lò ướp hết á. À mà cho ý kiến coi vịt quay. Khô quá hả? Vịt quay nó hơi khô hả? Đúng rồi. Chỉ có cháy ở ngoài thôi. Cái này là thịt mu do làm cuốn bánh tráng. Dịch ngon mà chứ? Hả? Dịch ngon. Ngon. Cháy ngon không có cháy đâu, chỉ có màu như vậy thôi. Rồi, cái gì? Hồi nãy cho nói cái nước gì á? Nước mắm á hả? Nước mắm pha sẵn ở trong cái món nào cũng ngon. Nãy giờ lon á. Được. Cuốn hả? Hơi nhiều rồi. Trong. Có đề chứ tỏi hả? Không. Có cái hũ nước mắm đó. Này có không? Chắc cái đó. À đúng rồi đó. Thì nó để dưới tỏi nè. Không vậy đâu biết đâu, đâu để ý đâu. Lâu lâu rồi có dịp quay. Mai mốt người ta về BC làm sao mà quay được. Lâu lâu được ngày ha cha hả? Trời ơi. Ngày vịt. Ngày trời ơi, xé ở trong nó chín rồi. Chín. Mà chặt ve cho chiên là nó ngon lắm. Ngoài nó giòn giòn, ở trong nó mềm mềm ngọt ngọt.
cho muối tiêu nhanh. Muối tiêu chanh ăn dao cho mày nè. Nãy nó dai quá. Đặc biệt cái món vịt này là cha không có riêng cái gì hết trơn á. Không ướp cái gì. Cha để cho nó là nguyên chắc luôn. Nguyên chắc. Nguyên chắc luôn. Chỉ có ướp bột ngọt thôi chứ không ướp cái gì. Có luôn. Món heo quay này nữa này, heo quay chân giò heo quay hơi dai phải không? Không. Ngon. Sao mình thấy hơi dai mà? Không. Khách ăn khen quá mặc dù không biết có đúng không. Nó khác không có đụng hàng cha. Không đụng hàng. Món này dưới này chỉ vậy thôi, không đụng không hàng. Không có đụng hàng. Món của cha là không có đụng hàng. Mày ăn đi. Lo con chạy chưa hết nữa. Sao đâu? Là lòng mới rồi. Lòng mới rồi hả? Ừ. Sao không chờ nhau thế? Chào với cô phương đứng. Muối chưa muối sao à? Chào chú. Chú. Mày vô tầm lỗ hả? Chưa tầm lỗ hả? Mày sáng nay nấu cái nồi nước lèo này hôm qua hầm xương rồi. Sáng nay ăn bánh canh. Em đĩa thịt xương heo cho vô luôn hả? Thịt xương heo cho vô. Hôm qua hầm mà vớt ra này, hôm nay cho vô lại tiếp. To thế nhỉ? Mà chắc đúng mỗi người một tô một cục đó luôn. Cục xương luôn. Nếm nước ra. Không dám nếm. Để cho chiếc cục lại là vớt bọt đi. Vớt bọt chỉ phủ bếp. Đây là bánh canh đã luộc sẵn rồi đó. Trắng tươi, mềm. Chút nữa sẽ có mỗi người một tô bánh canh. Coi xem trong đây còn miếng xương nào không vớt ra. Đây, trong này còn là tép không à? Tôm khô. Trong này còn tôm khô không à? Đó, vớt hết thịt ra đây rồi đây. Giờ đi thái bỏ vô tô để sẵn, nếu ai muốn ăn thì tự làm. Xương heo hay là chân giò heo đó. Thịt heo bây giờ phải thái mỏng ra để cho vào tô bánh canh. Sao chị vớt hết ra cho nó nguội. Thái miếng này rồi, mấy miếng kia thái. Dạ. Chút nữa này con này. Đây, chậu bánh canh bún. Lọc xương, vứt xương đi. Thái mỏng ra nhỉ. Còn đông đá mà. Này, thái xong một đĩa thịt rồi này. Bây giờ bỏ ra bàn này cho ai ăn thì bỏ vô đĩa, bỏ vô tô tự múc. Đây gì đây, bỏ cái gì vô đây? Thịt. Thịt. Ủa sao không thấy giò heo ở dưới? Đó giò heo đó. À giò heo sắc kìa. Đó tô bánh canh là gọi là đặc biệt. Thịt không đó, chú Phú múc cái chai trực đây đang qua.
Hả? Này ăn rồi đó chứ không múc á rồi chai cực cái. Đấy, một tô này bán bao nhiêu đây? 10 đồng. 10 đô, 10 đô nó tới 170.000. Mắc thế. Nhìn nó vẻ như là 10 đồng cũng còn rẻ nữa. Đâu có về nha. Đây cái nồi, cái nồi nước nước lèo. À, nhìn không rõ ràng, kho cho ớt cho ớt gì chưa? Chưa. Tiêu, ớt tiêu cho vào. Ui rồi. Chúc tuyệt lắm, không em rất ngon. Ngon. Ngon à? Đấy, một tô. Bây giờ tới lượt mình đi làm. Dùng tay bóc bún luôn cho rồi. Trời ơi, cái này nó dẻo thế. Dùng tay không. Bánh căn dẻo ghê luôn đó, trắng tinh. Rồi, một tô. À, bây giờ sẽ múc cái này vô. À quên, mang ra cho. Chà không không, nó không có nóng đâu. Sao đâu? Đây là cổ vịt. Cổ vịt bây giờ sẽ cho vào đây luôn. Bánh canh bây giờ còn mấy cái cổ vịt này. Cái này mới gọi là gì? Tim. Mề. À, có mề, có tê gan nữa này. Cật. Cật, không, gì có cật. Đó, ba cái cổ rồi, còn này ai ăn thì ăn. Ờ, không ăn đâu. À, bây giờ cho tí rau này vô. Hành ngò. Hành ngò. Thôi, lấy cái thìa xúc đi cho nó ngon. Ngon. Thìa xúc vô. Mì gan hả? Ờ, gan. Tì gan, mề. Gan không ăn đâu. Mề. Muốn ăn không chú? Nước cho tí ớt này vô. Trời ơi, tí thôi mà sao nhiều vậy trời. Đài lắm mấy trời ơi. Đài lắm này. Đài nhức mắt rồi á. Rồi rau này thì chút nó sẽ bỏ ra. Tiêu tiêu tiêu. Rồi giờ ra múc nước súp vô. Đó. Đào hầm là không bị tốt nha. Hả? Cho lại hâm đi, hãng múc nước lèo. Sao đâu, mình ăn nguội cho nó quen rồi. Ăn nguội quen rồi, đó. À, tô bánh canh của mình đây. Rồi xem có xương sọ gì không. Trời ơi, xương nhiều vậy. Đây, múc được một miếng xương. Mình là xương heo nha mọi người. Này là ăn vô là bao béo luôn. Đó. Thôi, ăn một miếng thịt thôi. Rồi, vắt một miếng chanh vô. Mấy miếng chanh đây. Cắt cái gì? Cắt thịt ra, cắt mỏng mỏng ra. Không có một miếng rồi. Rồi bê ra. Bê ra bàn. Để cho ớt vô nữa. Rồi, rồi. Tiêu rồi chú Phúc. Rồi. Bữa sáng ở miền quê chỉ có... Chỉ có vậy thôi. Chỉ có vậy thôi. Trong rau bánh canh cua, này là bánh canh cua dầu heo nhưng mà không có cua. Bánh đa kìa, chấm vô bánh đa kìa, bánh canh cua dầu heo nhưng mà đường không có cua, chỉ có dầu heo thôi. Đó, giờ sẽ ngồi thưởng thức thôi. Mời mọi người cùng thưởng thức. Cho rồi, cho rồi. Thì gọi là bánh canh thời Covid. Cho thêm tí rau này vô nữa. Miễn phí của ô.
chọn ô nào? Em nghĩ B2. Tại vì chị nghĩ nó không biết gì hết. B2. Mở ô chữ. Ở đây mình muốn mua miếng quý hả? Nước súp được không? Phải thử thử nước súp ra nhà. Súp ngon. Luôn là nhiều xương mà. Em quen đây rồi nè. Trời ơi. Nước nó ngon. Thử miếng nữa coi. Quá ngon. Chị Mai, chỉ nấu bằng xương không đó, chị không nêm gì đâu, chỉ có nêm bột ngọt thôi chứ. Ủa, chị nấu bằng xương không, có nêm bột ngọt hay hả? Chú đang kẹo má. Rồi, mời mọi người nha, bánh canh thời Covid. Cho nó mượn muộn chút. Phú ăn khí thế thế. Quá ngon này. Nãy giờ 2 ô là 15 triệu không? Đây sáng sớm là mỗi chưa người chú Phú múc đá, chú Phú múc rồi mỗi người một tô, nó gọi là gì? Bánh canh. Bánh canh dừa heo. Bánh canh dừa heo. Sao bác Ngọc được không? Sao được. Chẳng thấy dừa heo đâu? Hả? Không có gì đâu, không có được ngon.